Âm thanh Ý Linh mến chào toàn thể mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một dàn karaoke gia đình. Một karaoke này gồm có một cục đẩy công suất thương hiệu Evergreen, thương hiệu của Mỹ, do Trung Quốc sản xuất, model MR2004. Con men này chạy 16 sò công suất hơn. Men 16 sò, một kênh như vậy là 8 sò công suất, 1, 2, 3, 4, ở dưới 4 con nữa, 8 con. 8 con sò công suất và 6 sò bù áp ha, 6 sò bù áp nhỏ nhỏ đây. Còn biên thớ ta ha. Hàng đúng chất bãi luôn ha quý vị, đậm nét bãi luôn. Riêng cứng chưa một mối hàng là sửa chữa. Hàng này là đúng đúng nghĩa hàng bãi luôn, bãi xịn sò. Mình quay cái mặt đằng sau. Đây, thông số công suất. Hàng Technology from USA, hàng Mỹ, Made in BRC, sản xuất tại Trung Quốc. Xuất xứ đầy đủ các cổng gạch, đầy đủ các kiểu anh chơi bridge mono city, có các tần số bass, lô bếp, độ nhạy tín hiệu ngõ vào, nối đất, đánh loa 4 ohm 8 ohm đầy đủ. Loa nhà mình chế độ 8 ohm thì đỡ 8 ohm, mà 4 ohm thì gạt ngoài sang 4 ohm, có nút gạt ở chính giữa ha. Đây là cái nút gạt chính giữa đây. Con men này có giá bán tại cửa hàng 2,5 triệu, giá chưa bao gồm phí ship. Rồi, xong phần cục đẩy công suất ha. Qua tới phần van cơ chỉnh số 3G audio, model KM Mid 1. Con này rất là hay ha, con này lũ khủ kênh anh chơi luôn. Echo reverb, phối hợp echo cộng reverb có đầy đủ luôn. Đây này mình nhấn vô cho mọi người cùng xem. Như mình đang kênh mặc định nó là echo cộng reverb số 4 này. Mình chọn bấm nút lên up down là nó sẽ chạy kênh khác ha. Số 3, số 2, số 1 ha. Reverb có 6 kênh. Echo cũng có 6 kênh. Rất là nhiều kênh ha. Con này chỉnh sâu luôn được luôn nha. Chỉnh sâu đi để phát delay, ví dụ như kênh echo reverb đây. Mình chỉnh sâu bằng cách mình nhấn vào nút enter đây ha. Đây, ở chỗ nhấn enter này. Delay ha. Nhấn mode repeat reverb time mix ratio. Rồi chỉnh rất là chỉnh sâu là mình cách nhấn enter vô ha, nhấn enter vô chỉnh sâu hơn. Rồi một cặp loa full bass 25 thương hiệu Clip, hàng 7 Trung Quốc sản xuất. Đôi loa này có giá 5,2 triệu. Con vang 3G audio KM-X1 này có giá 1,5 triệu. Con men công suất này có giá 2,5 triệu. 2,5 triệu là 4 triệu, 4 triệu với 5,2 triệu là 9,2 triệu. Tổng cộng bộ karaoke gia đình này có giá là 9,2 triệu, giá bán tại cửa hàng ha. Mình sẽ test mic cho mọi người cùng xem. Anh Linh, 1, 2. Mình đang để chế độ echo cộng reverb ha. Mic Lê 6, 10. Lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.
mình đang ngồi trước lo mình nói vẫn bình thường, không có rú biết biết nha, không có hú nha. Mọi thông tin chi tiết người anh em vui lòng liên hệ cửa hàng Ý Linh Audio Bình Định, 136 đường Trần Phú, thị trấn Dư Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, hoặc điện thoại Ý Zalo 0909043679. Mình kết thúc clip tại đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn lần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.